mức giá nó ở đây nè mọi người, còn cái em này thì mức giá nó ở đây không, và chất lượng nó cũng tương đương như vậy. Một cái thương hiệu mà có cái em toner rồi serum mà gây tranh cãi bởi vì khiến rất là nhiều bạn mụn mụn, trong đó có mình nữa. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Skin, và ngày hôm nay là một chiếc clip được mọi người recommend từ rất lâu, chính là về mặt nạ đất sét. Tính ra là chị em mình đã định làm cái clip này lâu lắm rồi mọi người, không biết sao hoài không làm. May quá sao hôm nay tụi mình có cơ hội để làm, và đây chính là những ứng cử viên sáng giá ngày hôm nay. Và những em ngày hôm nay thì có những em rất là kinh điển, ví dụ như là cái em Kills nè, chắc là không ai không biết khi mà nhắc tới mặt nạ đất sét đúng không. Rồi có những em rất là mới và cũng gây tranh cãi nữa, ví dụ như là cái bạn của thương hiệu Reps này. Và để xem chúng ta nên bỏ tiền để mua em nào thì nhớ xem đến cuối clip này cùng với chị em mình nha. Đừng quên like và subscribe YouTube channel của Happy Skin, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất, và tham gia vào group tập làm vlogger, blogger, MC trên Facebook của Happy Skin nữa nha. Sản phẩm đầu tiên cũng là một những sản phẩm kinh điển nhất khi nhắc tới mặt nạ đất sét đến từ thương hiệu Kills. Đây là một trong những cái bạn mà mỗi lần mà Man nghe mọi người nhắc tới mặt nạ đất sét thì sẽ có hai ý kiến rất là trái chiều. Một bên là rất thích em này, một bên là rất không thích em này. Lý do vì sao? Bởi vì trong bạn này cái hàm lượng đất sét Man nghĩ là khá là cao, mọi người có kaolin nè, rồi bentonite nè. Sau đó là sẽ có thêm một cái thành phần nữa để giúp làm dịu da của mình là từ bột yến mạch ấy. Và cái thành phần này nó cũng sẽ giúp hút dầu trên da chúng ta một cách tốt hơn. Rồi có thêm allantoin để giúp làm dịu da của mình. Cái cảm giác khi mà dùng em này trên cái làn da thường thiên khô của Man, thật sự là Man nằm bên phe không thích nha mọi người. Bởi vì kiểu mình có bao nhiêu dầu, bao nhiêu độ ẩm trên da, nó sẽ rút sạch xanh xanh trên da của Man luôn. Và khi mà mọi người dùng em này, mọi người sẽ thấy được là cái dầu nó sẽ được rút lên trên cái phần mask á. Kiểu nhìn nó lấm tấm lấm tấm lấm tấm như thế này nè. Cho nên là khả năng làm sạch của em này phải gọi là đỉnh cao. Những bạn nào mà kiểu da kiểu như da Ngọc Anh, hoặc là da dầu, da hỗn hợp á, và cần làm sạch sâu lỗ chân lông, thì em này là một lựa chọn mà anh thấy là nó quá là xuất sắc. Có điều là giá hơi cao, với lại khi mọi người mua thì Man recommend mọi người nên mua cái em size nhỏ thôi. Đúng rồi, cái em size to này nó mau khô á mọi người. Bạn Man, nhiều bạn dùng cái hũ này nè, xong dùng được nửa hũ anh đã khô ơi là khô rồi. Nên mọi người nhớ chú ý về cái phần bảo quản sản phẩm nha. Nói chung một sản phẩm kinh điển như thế này thì nếu bạn hợp thì bạn cứ dùng. Còn đối với da thường thiên khô như Man thì Man nghĩ là mọi người không nên dùng, nên tìm những em có độ ẩm tốt hơn. Và như em này bây giờ chắc cũng 800-900 nghìn. Đúng nhờ. Rồi, cỡ cỡ đó đó mọi người. Mắc lắm luôn, bỏ nửa hũ là xuyên tiết luôn đó mọi người. Nên thôi, nếu mà mua thì nên mua size, khoảng size nhỏ hoặc là size vừa là ok rồi nha. Tiếp theo cũng sẽ là một sản phẩm kinh điển không thua kém gì em Kills này, đó chính là mặt nạ từ nhà Vedat. Thì cái em Kills á, mức giá nó ở đây nè mọi người, còn cái em này thì mức giá nó ở đây không, và chất lượng nó cũng tương đương như vậy. Tại vì sao anh lại nói như thế, là bởi vì mình đã dùng qua chắc là hầu hết tất cả các dòng của Vedat rồi. Cái mình đang cầm trên tay là phiên bản cũ nha, hiện tại thì hãng đã đổi bao bì mới rồi, và cũng có những loại như là đất sét trắng nè, đất sét hồng có cái vỏ màu hồng, rồi đất sét xanh. Và cái cảm nhận sử dụng trên da mình thì thực sự nó không có quá nhiều cái sự khác biệt. Thành phần của em này sẽ có đất sét kaolin nè, cho nên là nó khá là dễ tán, dễ rửa trôi, và khi mà dùng xong á thì cảm nhận để lại trên da cũng kiểu mềm mịn, không có bị quá khô. Nhưng mà Ngọc Anh nghĩ là với cái khả năng làm sạch sương sương đó, thì bạn nào mà có da kiểu thiên khô chị Man nè, hoặc là da thường á, dùng sẽ ok hơn. Còn với da nhiều dầu như của Ngọc Anh thì khả năng làm sạch đó thực sự là chưa có đủ. Và chị Man hình như là có dùng cái em màu hồng rồi đúng không? Chị thấy như thế nào? Man đã từng dùng qua mảng màu hồng, tại vì lúc đó đi vào ở đâu mọi người, xong thấy nó bán cũng xinh xinh và cũng rất rẻ. Hồi đó Man mua chỉ có 55 hay 60 nghìn một hũ thôi. Và được claim là đất sét hồng mà được làm dịu da nhạy cảm nè, rồi giúp da sạch sâu hơn một xíu. Thì khi mà dùng thì cũng giống với feeling Ngọc Anh, kiểu Man cảm thấy là cái da của mình nó có sạch hơn một chút, mềm hơn một chút, dịu hơn một chút. Nhưng mà nói là có gọi là hiệu quả một cách vượt trội hay không thì dĩ nhiên với mức tiền này mình sẽ không kỳ vọng quá nhiều. Cho nên tóm lại, đây là một sản phẩm ngoại quốc, giá rất cao, hiệu quả rất gọi là vượt trội nếu như bạn hợp. Còn đây sẽ là một sản phẩm của Việt Nam mình, nhưng mà chất lượng ok nè, lành tính thì giá mềm mại. Và nếu da bạn không có quá nhiều vấn đề kiểu quá nhiều dầu, hoặc là cần một sản phẩm làm sạch sâu một cách siêu 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 sạch, chỉ cần một cái em kiểu giá mềm, lành tính không dị ứng, và dùng cảm thấy relax kiểu spa time cuối tuần á, thì ok. Còn nếu như bạn cực kỳ kỳ vọng vào một sản phẩm làm sạch sâu lỗ chân lông thì thôi nha, đừng dùng em này, thất vọng á. Tiếp theo là một trong những em mà gây tranh cãi hơi bị nhiều trong thời gian gần đây trên TikTok rồi YouTube này kia, đến từ thương hiệu Reps. Hay chắc là bà Reps sao mọi người? R-E 2 chấm xong chữ B dấu chấm. Cái này thì là viết tắt của Real nè, rồi Elemental nè, rồi Practice nè. Nói chung là một cái tên tắt của ba cái từ khác nhau.
Nói chung là đó là tên của hãng. Cái em này mang cầm trên tay có tên là BioFresh Mask with Real Calming Herbs. Nó sẽ có những cái loại thảo mộc để giúp mình dịu da. Và Mang thấy là mọi người hay dùng em này với một cái kỳ vọng để giúp da của mình sạch sâu, nhưng thực ra nó hơi sai so với claim của hãng. Kể cả trên thân sản phẩm cũng không claim đây là một sản phẩm mặt nạ giúp làm sạch sâu da. Và phía sau thì Mang thấy là hãng có claim như sau. Đầu tiên là sẽ chứa những cái gọi là những cái thảo mộc tự nhiên nè, giúp làm dịu da bị kích ứng. Sau đó là sẽ hỗ trợ gọi là rolling remove, tức là lấy nhẹ những cái chất bẩn trong lỗ chân lông, những cái da chết, giúp cho da của mình mượt mà hơn. Và cuối cùng á là sẽ làm cho da mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn với những cái thành phần làm dịu, chứ không hề nói với cái việc là làm sạch sâu lỗ chân lông. Nên thật sự Mang nghĩ đây là một cái misleading á, do những cái bạn bán hàng xách tay thời gian đầu khi mà sản phẩm này chưa có chính hãng tại Việt Nam, cũng như là một vài bạn bán hàng nói quá mức về cái hiệu quả của sản phẩm này, khiến cho mọi người cảm thấy sản phẩm này nó bị kiểu overhype. Nhưng mà nếu mà mọi người thật sự chỉ nhìn em này như là một cái em gọi là làm sạch sâu lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng thôi, kiểu tẩy tế bào chết xương xương trên bề mặt, bởi vì em này chỉ chứa mỗi kaolin thôi, mà thật sự với cái kết cấu mà kiểu ẩm như thế này thì Mang nghĩ là kaolin nó sẽ dưới 10% luôn mọi người, kiểu nó không quá đặc, nó rất là tán dễ cho da, như một em kiểu kem dưỡng dày hơn kem dưỡng một xíu, và có rất nhiều những cái thành phần dưỡng ẩm phía sau đó, những cái gốc dầu nè, rồi cả những cái chiết xuất như xuất hoa cúc giúp làm dịu da. Nhưng mà có một cái Mang không hiểu lắm là có rất nhiều những cái em tinh dầu tạo mùi như là lavender nè, bergamot nè, cái mùi của em này rất là fresh, rất là dễ khiến da bị kích ứng, đúng không? Tinh dầu tạo mùi mà. Nhưng mà trên da Mang thấy nó dịu lắm mọi người. Kiểu mỗi lần dùng xong á là da mình nó rất mềm nha, nó mềm eo luôn ấy, rồi nó dịu những cái phần đỏ đỏ trên da của mình. Nhưng mà nếu bạn nào mà có tiền sử kích ứng với tinh dầu thì mọi người cũng nên cân nhắc. Nói chung một em như thế này 700.000 chính hãng, đâu có rẻ, 130g không rẻ, nhưng mà dùng cũng không hao. Và nếu mà được khuyên dùng thì Mang sẽ khuyên cho những bạn có làn da thừa thiên khô giống mấy anh, mà kiểu những em như thế này Mang không bao giờ dùng được, thì Mang sẽ dùng những em này. Bởi vì da mình đâu có quá dầu, cũng đâu có quá nhiều tế bào chết đâu, nên những em này vừa làm dịu vừa cấp ẩm nhẹ nhàng và làm sạch xương xương là ok rồi. Cho nên với Mang thì Mang thích bạn này nha. Còn đối với da Ngọc Anh là da nhiều dầu thì thực sự dùng em này cũng không có cảm giác là nó bị quá là dư ẩm hay gì hết. Đắp xong cũng thấy giống chị Mang Anh, rất là mềm, rất là mịn, cảm giác rất là thư giãn. Nói chung là Ngọc Anh cũng không có gì để chê về cái em này, trừ cái giá thì nó cũng hơi mắc một chút xíu, nhưng mà Ngọc Anh nghĩ là đáng tiền thôi, cho nên là mọi người có thể thử qua nha. Kế đến sẽ là một em mặt nạ đất sét đến từ thương hiệu Sun By Me, một cái thương hiệu mà có cái em toner rồi serum mà gây tranh cãi, bởi vì khiến rất là nhiều bạn bụng bụng, trong đó có mình nữa. Nhưng mà còn cái chất lượng của em mặt nạ đất sét này thì tương đối là ổn áp. Xét về thành phần trước nha, em này sẽ có kaolin nè, bentonite nè, một cái loại đất sét tên là manicouagan. Nó không có phổ biến lắm trên những cái mặt nạ đất sét trên thị trường. Thì theo những cái thông tin mà nhà Happy Skin tụi mình tìm hiểu, nó là một loại đất sét có khả năng cân bằng da nè và chống oxy hóa. Tương đối là lạ, nhưng mà kiểu em này trong đây 1% thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà thôi thì có hương có hoa thì cũng ok. Cái chất của em này là mình liên tưởng ngay tới mặt nạ Kiehl's, bởi vì nó cũng rất là dễ tán nè, dễ rửa nè. Và khi sử dụng em này xong thì để lại một cái cảm giác sạch sâu trên da, khác hẳn với lại cái em Verdet hoặc là cái em Rep này. Cái hiệu quả làm sạch sâu đó thì cái làn da nhiều dầu như da của Ngọc Anh cảm thấy thích hơn rất nhiều so với lại cái em Rep này. Còn chị Man, sau khi chị Man sử dụng xong thì với cái làn da mà kiểu thường thiên khô mà đông đặc như Man, nói chung là cái em này á, cái kết cấu của anh nói là nó cũng sẽ dễ tán giống như em Kiehl's này. Mấy Kiehl's này mọi người thấy nó hơi lợn cận nhẹ, còn cái em này nó rất là mịn luôn ấy. Đúng rồi. Và hai cái em này là cái chất của em kiểu nó cũng rất mịn giống nhau mọi người. Và khi mà dùng á, nó giống giống như thế này nè. Em này thì nó sẽ làm sạch tốt hơn, bạn này thì sẽ là cấp ẩm và làm dịu tốt hơn. Cho nên kiểu đây là đặc trưng của da Ngọc Anh dùng được, còn đây là đặc trưng của da Mang dùng được. Nhưng mà nếu mà có dùng ngược thì cũng ok, không sao, không vấn đề gì hết. Nó là vậy mọi người, còn giá thì em này rẻ hơn em này. Đúng rồi, em này chính hãng 100g là 330.000, thì tính ra bằng có một nửa em này thôi. Thì kiểu da mình dùng những loại khác chán rồi thì quay về đây là một cái sự lựa chọn ổn áp, lý an toàn. Kế đến có là một trong những em mặt nạ đất sét nổi đình nổi đám, mà nổi vì sao? Vì là đúp của hãng Lush mọi người. Không biết ai đã từng sử dụng qua cái em Lush Magnum Minty chưa? Cái em đấy là cách đây chị nghĩ là khoảng 7-8 năm lâu là rất lắm luôn. Lush là một cái thương hiệu của Anh Quốc và là nổi tiếng với những cái sản phẩm tươi, tức là sẽ có hạn sử dụng rất là ngắn và dùng những cái thành phần tự nhiên. Còn cái em này là một cái bản đúp, và là bản đúc cho nên là cái hiệu quả sử dụng nó gần giống như vậy, nhưng mà được một cái là nó sẽ bảo quản được lâu hơn so với Lush. Ví dụ mà Lush mà anh nhớ không lầm, nếu mà mở nắp là dùng được trong một tháng là phải. Còn nếu mà chưa mở nắp thì hạn sử dụng nó cũng chỉ đâu đó khoảng
không tới 6 tháng. Còn em này như cái hũ này mà anh cầm trên tay là hàng sử dụng phải tới tận năm 2024. Nên so với tính tiện dụng thì em sẽ tiện dụng hơn. Nhưng mà hiệu quả sử dụng như là cái trải nghiệm nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Đầu tiên mình sẽ nói về cái thành phần trước nha. Thành phần của em này nó sẽ hơi nhiều hơn so với Lush. Lush nó kiểu đơn giản á mọi người. Nó sẽ có Pantone Gel là một cái base để có thể làm clay mask tốt này, giúp da của mình nó kiểu có cái cảm giác mượt mà với lại cũng kiềm dầu một xíu. Rồi có thêm kaolin, rồi sau đó sẽ có thêm ví dụ như là peppermint, mà nghĩa là nồng độ khá là cao, nên khi mà dùng lotion á mọi người sẽ thấy là da của mình rất mát luôn, kiểu cực kỳ sảng khoái. Như là mình nói rằng bằng thơm xốp thủy này là mình dùng cái thơm xốp thủy bản thân cho mặt á mọi người, nhưng mà rất là fresh mà anh cũng không bị dưỡng với cái hàm lượng peppermint đó. Rồi sau đó thì mình sẽ có thêm một vài cái chiết xuất mà là cái hạt đậu đỏ nghiền nhuyễn để tẩy tế bào chết cho da, rồi có thêm dầu hoa anh thảo evening primrose oil giúp dưỡng ẩm cho da. Và da mà anh dùng em lotion mà anh rất thích luôn ấy, kiểu dùng xong cái da mình nó sáng bừng rồi nó sạch sâu mà nó không bị khô căng. Đặc biệt là lotion có hai bản là bản có mật ong và không có mật ong. Như da mà anh thì thích dùng bản có mật ong hơn tại vì kiểu cảm giác nó ẩm hơn mọi người. Còn Ngọc Anh thì thích dùng bản kia hơn vì đương nó có cảm giác là nó khô ráo hơn. Nhưng mà cái hiệu quả thì gần như nhau, nhưng mà kiểu hạn sử dụng thì ngắn. Còn sao nữa nhỉ? Giá cả thì đắt đỏ quá, nếu mà về đây chắc phải 500.000, 400-500.000 hơn á chị, tùy đấy, nói chung tùy cửa hàng, cái đợt hàng người ta về và đó, nó không tiện. Nên là mới có em này đó, em này mới lên ngôi. Thì cái bạn này nếu mà sau cái thành phần thì mọi người thấy cũng sẽ có kaolin, rồi cũng có bentonite, có thêm nhiều cái chiết xuất kiểu bổ béo kiểu Hàn Quốc hơn, ví dụ như là chiết xuất từ centella rau má nè, rồi rau sam nè, rồi aloe vera nè, lô hội, có thêm ceramide để cấp ẩm cho da nữa. Nên tuy ban đầu nhìn á mọi người thấy cái chất của em nó khá là giống cái em Lush, nó cũng kiểu xanh xanh, nhưng mà cái hạt đậu trong ban không phải là đậu đỏ mà nó sẽ là cái em đậu Cove, nên trên da Ngọc Anh thì có vẻ nó hơi dính và hơi khó rửa một xíu hơn so với Lush. Còn Man thì Man thấy bình thường, vì Man hay dùng trong lúc mà Man tắm. Cái mùi thì cũng giống giống, nhưng mà khi mà đắp lên mặt thì mọi người sẽ thấy nó không có được kiểu fresh giống như là mình dùng Lush. Và rửa xong thì dĩ nhiên da không quá khô, sạch cũng tốt, vừa phải. Nếu mà so với Lush thì sẽ chấm được khoảng 6-7 điểm trên 10. Xem Ngọc Anh cũng vậy, cũng chấm khoảng 6-7 điểm trên 10 thôi. Và với mức giá là tầm khoảng 200.000 hơn, hay cho một xíu cho một cái hũ như thế này 100g thì ổn áp hết mọi người. Kiểu nó tiện lợi hơn so với Lush á. Nên nếu bạn nào không mua được Lush, không có gì giá về tiền bạc, và nếu mà không bị sợ cảm giác mà sản phẩm chưa dùng hết mà đã hư á, thì thôi mà thấy dùng em này cũng ok á. Em này nói chung là trong cái dàn ngày hôm nay thì đây là sản phẩm mà hầu như ai cũng nên thử một lần. Cuối cùng là một gương mặt đã được xuất hiện trong một chiếc clip bóc phốt của Happy Skin cách đây hơn một tháng, của thương hiệu Skin Perfect. Em này thì về nguồn gốc sản phẩm này kia thì Happy Skin nó rất rõ trong chiếc clip về thương hiệu đó rồi, cho nên bạn nào muốn xem chi tiết lại thì mọi người có thể xem nha. Còn bây giờ thì mình chỉ nói về mặt sản phẩm thôi. Cái em này được gọi là Mugwort Anti Pore and Acne Clay Mask. Một cái em là chứa 14% là đất sét bentonite, một cái hàm lượng không phải là quá cao nhưng mà cũng sẽ hỗ trợ da của mình được làm sạch sâu, và có thêm 6% mất quật chính là chiết xuất từ ngải cứu. Và da mang là một những da rất là thích cái chiết xuất này mọi người, kiểu cái khả năng làm dịu da của thành phần này nó vô cùng tốt. Da mọi người kiểu đang mẩn đỏ này kia thì mọi người dùng em đó vào cảm thấy da của mình dịu rất là nhanh. Đặc biệt là một cái em Essence đã từng review của thương hiệu I'm From, cái em đó chỉ chiết xuất duy nhất từ một thành phần là ngải cứu mà thôi đó. Thì trong đây có cái em đó, màu xanh trong khá là mộng mơ, và packaging thì mình thấy là đẹp, ổn áp. Cái chất mask của em này thì nó khá là mịn và mọi người tán trên da cũng dễ, và mang để đâu đó khoảng 15-20-25 phút nó cũng không khô lại trên da của mình luôn. Đắp xong để thấy da của mình có sạch hơn một xíu, nhưng mà quan trọng hơn hết là cái cảm giác làm dịu da và làm dịu mụn rất là rõ. Nói chung về hiệu quả sử dụng thì mang thấy là ổn áp. Bạn nào kiểu không cần kiểu hardcore như Kiehl's nè, rồi muốn da mình đắp xong không bị quá ẩm như Reps, và không thích cái cảm giác là bạc hà quá nhiều như em này, hoặc là bạn bị dưỡng với bạc hà á, rồi thì mọi người có thể cân nhắc em này. Nói chung là so với hai em này thì mà em thấy là bạn này sẽ khô hơn chút, bạn này sẽ ẩm hơn chút, nhưng mà sẽ làm dịu da tốt hơn đó, để mọi người dễ hình dung về những cái sản phẩm này ha. Rồi không nói về nguồn gốc nha, nói về cái hiệu quả trải nghiệm thôi thì ok á, khoảng hơn 200.000 cho một hũ, giá cũng kinh tế. Chốt lại trong những em ngày hôm nay thì Ngọc Anh tiếp tục dùng em nào nè? Nếu là em thì em sẽ dùng hai em này. Sun by Me thì sẽ là một sự lựa chọn an toàn để quay về mỗi khi mình muốn dùng mặt nạ đất sét. Còn em này thì hôm nào mình muốn kiểu fresh, thư giãn thì mình sẽ dùng. Còn Lush thì hôm nào mình dư dả một chút thì mình sẽ dùng Lush thay cho em này.
Thế là mấy anh cũng nhắm Ngọc Anh hôm nào kiểu mình cảm thấy là mình hơi luxury với mọi người thì mình sẽ mua Lush dùng, tại vì thích nhưng mà khó bảo quản quá. Còn bình thường thì chắc là mang sẽ gắn bó với các bạn này, tại vì cái em này nó rất là hợp với da của mang luôn ấy, kiểu làm dịu da tốt nè, làm mềm da nè, rồi cái cảm giác cái mùi mang rất là thích mùi lavender, và cái mùi lavender trong đây rất là rõ nên dùng xong rất là ok, và da mình nó cảm giác nó mềm mịn vì được tẩy cái da chết đi một cách nhẹ nhàng. Giá thì hơi cao nhưng mà dùng thì cũng lâu nên nói chung là mai anh okay. Ưng em này, ai cũng thích chứ mình thì thích nha. Còn bạn, bạn thích những sản phẩm nào trong những sản phẩm ngày hôm nay, hoặc là có em mà nè đất xét nào cũng ok mà chưa có trong clip này và muốn em skin review thì nhớ là comment bên dưới nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip lần sau, bye bye.